bạn hãy bấm đăng ký, subscribe và chia sẻ để ủng hộ. Bấm thông báo chuông để nhận các clip mới. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Chào các bạn, rất vui hôm nay Trầm Hương Hoàng Gia chúng tôi qua chỗ vườn anh Tuấn Phương ở Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội. Thì ở đây cây này nó đang bắt đầu bị sâu chích làm quăn lá. Nên tôi muốn nói cái chủ đề trong clip này, đó là vấn đề là các bạn nhận biết và cái tác hại cũng như là cái xử lý cái tình trạng này như thế nào. Đây các bạn nhìn này, khi mà cái lá xanh nó mới ra ấy, thì nó sẽ hay bị cái tình trạng đó là cái lá non ấy nó hay bị chích quăn như này. Đấy, đây lá mới này, bên ngoài nó cứ đen 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 ấy. Thế xong rồi nó hai cái mép lá bên ngoài nó dính quăn vào nhau. Đó, cái hiện tượng này ấy, nó là cái hiện tượng mà bị một cái loại loại bệnh, gọi là loại sâu bệnh ấy. Đây, ban đầu nó sẽ như này. Đấy, nó sẽ chích, nó hút cái phần chất diệt lục ở trên cái bề mặt lá. Và bị nhiều quá ấy, thì khi lá phát triển ra nó sẽ quăn chứ nó không giải được như này. Đấy, lá mà phát triển bình thường là nó phải giải này, màu xanh đều. Đó. Thế còn cái tình trạng này là bị rất nặng, lá không giải ra được. Thế còn cái tình trạng này ấy, thì là nó vẫn còn đang bị không nhiều lắm, thế lá vẫn còn giải được. Thế nhưng mà cái diện tích của cái phần lá xanh ấy, ở trên cái bề mặt lá ấy, nó không còn được nhiều. Thì vậy cái tác hại của nó sẽ như nào? Các bạn đã biết là cái lá này nó là cái chỗ duy nhất của cây để nó tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và nó tổng hợp được cái chất diệp lục cũng như là để thoát hơi nước để cho cây sinh trưởng và phát triển. Cái lá có khỏe và có quang hợp tốt thì cây mới có thể phát triển ổn định được. Chứ còn nếu mà lá mà nó không quang hợp được thì các bạn tưởng tượng nó giống như kiểu động vật ấy, mà không thở được ấy. Đó. Thì cây nó sẽ không phát triển được nếu trong trường hợp mà nó không có lá. Hoặc là tất cả các lá đều bị tình trạng như này, là cây nó sẽ không quang hợp được. Vì vậy cây nó sẽ yếu và về lâu về dài cây nó sẽ bị chết. Hoặc là ví dụ như bỏ răm, bỏ cành, bỏ tàn. Đó. Thế thì là cái cây xanh ấy, mà khi bắt đầu cái giai đoạn mà ra lá non, nhất là vào cái đoạn đầu mùa hè hoặc là đang mùa hè, nó rất hay bị cái tình trạng này. Đó. Đây là một cái loại sâu bệnh để nó làm cho lá bị, nó chích, bản chất là nó chích, nó hút cái chất diệp lục. Hiện ra đâm ra là lá nó bị quăn lại và nó mất tác dụng của quang hợp đi. Nhưng mà nó chỉ bị ở trên cái lá non mới phát triển thôi. Thế còn khi mà lá nó đã cứng màu như này là không bao giờ nó bị. Đó. Thế thì để nhận biết ý, cái tình trạng như này ý, thì các bạn khi mà lá non nó mới ra ý, nó mới ra ý, là trên cái bề mặt lá nó sẽ có những cái đốm đen. Mới đầu sẽ có những cái đốm đen nhỏ thôi. Đây các bạn nhìn này. Đây này, như cây này lá này mới này. Đấy, nó bị cái tình trạng này. Đấy, các bạn nhìn đấy, nó có những cái đốm đen xuất hiện trên cái bề mặt lá. Thì là mình đã phải phun rồi. Thì khi mình phun ấy, phun kịp thời ấy, thì lá nó vẫn phát triển và khi nó phát triển ra nó sẽ bị cái, nó chỉ bị thỉnh thoảng nó có những cái đốm như thế thôi. Đấy, thì nó sẽ đỡ bị hại. Thế còn cái trường hợp mà bị quăn hẳn như này là đã bị nặng quá rồi và cái lá này sẽ bị mất tác dụng. Đó. Thế thì để khắc phục cái tình trạng ấy, các bạn phải phát hiện sớm. Phát hiện sớm khi mà lá vẫn còn đang bé và đang non mà đã có cái tình trạng này rồi thì các bạn sẽ phải phun phòng ngay để diệt. Đấy, về nguyên tắc thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Thế nhưng nếu mà giả sử như các bạn không để ý, chỉ các bạn chỉ chậm nó khoảng tầm 1-2 tuần mà khi lá nhỏ nhỏ này mà nó phát triển to, nó dài này thì nó sẽ bị cái tình trạng là nó bị chích nhiều quá. Nó bị chích nhiều quá thì lá nó sẽ bị tình trạng này hay tình trạng này. Thì lúc này mình phun nó không còn tác dụng gì nữa.
nó sẽ bị hỏng một cái đợt lá. Và cái quá trình phát triển của cây ấy, từ cái giai đoạn cái đợt lá bị sâu bệnh ấy, phải đến đợt lá sau nó thay lá đi thì cây nó mới ổn định được, nếu trong trường hợp mà các bạn phun kịp thời cho cái lứa lá sau đó. Thì đây là một cái bệnh rất phổ biến ở trên cái cây xanh vào mùa hè. Thế còn tất nhiên là các cái mùa khác nó ra thì nếu trong trường hợp mà nó có bị tình trạng này thì các bạn cũng vẫn phun phòng thôi và nó sẽ khỏi, nó sẽ không bị tình trạng nữa. Thì khi nó không bị tình trạng nữa thì cây lá nó sẽ phát triển tốt. Đó, đây là một cái loại bệnh rất phổ biến. Thế còn để phòng cái trường hợp mà đỡ bị cái tình trạng này ấy, thì các bạn nơi mà đặt cây ấy, thì các bạn đừng trồng những cái cây xanh to để lấy bóng mát. Đây các bạn nhìn này. Đó, như ở đây này, nó có cái cây xanh to này. Cây này cây xịt quê, anh em trồng để lấy bóng mát. Thế nhưng mà cái hạn chế của nó ấy là các cái sâu bệnh nó sẽ phát triển từ cái cây này, xong rồi nó rơi xuống các cái vùng chậu cây của mình, tại vì cây to quá mình không phun phòng được, thế nên ra là nó rất hay bị cái tình trạng như vậy. Thế nên một cái kinh nghiệm là các bạn làm vườn ấy thì ở các vùng rào hoặc là ở các vùng mà cần lấy bóng mát thì các bạn đừng trồng xanh. Các bạn đừng trồng xanh, các bạn trồng những cây lấy tán khác, ví dụ như sấu, lộc vừng. Đó, thì nó sẽ không bị cái nguồn bệnh, nó sẽ không bị cái nguồn bệnh lây từ cái cây gọi là cây bóng mát bên ngoài, cho cái trường hợp mà cái sâu bệnh dạng chích lá kiểu này. Đó, đấy là một cái kinh nghiệm mà để cho các bạn làm vườn các bạn để ý. Bởi vì lý do là nhiều khi là các bạn phun phòng rất kỹ ở những cái cây mà các cái chậu cây của mình, nhưng mà cái nguồn thì nó vẫn giữ nguyên và không phun phòng được, thì nó luôn luôn nó có những cái nguồn lây bệnh như vậy. Đó, đây là các bạn nhìn này, đây như cây này nhá, lá bé tí này, vừa ra nó đã bị nhảy rồi. Đó, đúng không? Thế thì là phải phun phòng rồi. Đấy, hay là ví dụ như đây, cái cây này bắt đầu nó bật lọc này. Bắt đầu nó bật lọc. Đấy, nó bắt đầu bật lọc thì các bạn nhìn này. Cái lá này là lá của lứa trước nó có. Thì các bạn nhìn, các bạn sẽ nhìn ở những cái vùng lọc mới á. Đây này, đấy. Các bạn nhìn xem là liệu nó có cái khả năng nó có cái bệnh không, sâu bệnh không. Đây này, đấy, như này là bị này. Đó, thì các bạn sẽ phải phun phòng luôn, và các bạn sẽ phải phun sớm, phun từ cái lúc mà nó vẫn còn đang ở nụ với lá nó đang nhỏ như này. Đó, thì như vậy là cái hiệu quả phòng chống nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Chứ các bạn mà để cái tình trạng mà lá nó đã dài này rồi ấy, thì là bị muộn này. Đó, đây clip thì cũng đã dài. Nếu các bạn quan tâm tới vấn đề kỹ thuật cây trồng trên cái cốt xanh si thì mời các bạn qua chỗ vườn anh Tuấn Phương ở Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội để giao lưu cũng như là ngắm các tác phẩm nghệ thuật. Nếu các bạn quan tâm đến các sản phẩm về trầm hương thì mời các bạn qua showroom của Trầm Hương Hoàng Gia ở Nội Am, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội, hoặc tham khảo thêm các sản phẩm chúng tôi trên website hoanggiahanoi.vn, hojita.com. Nếu các bạn thấy các cái clip của chúng tôi làm có ý nghĩa và hay thì các bạn hãy kích vào nút đăng ký, subscribe, like, comment cũng như là chia sẻ cho
các bạn quan tâm để chúng ta tạo được một cái cộng đồng yêu cây, thích cây và làm cây chuẩn chỉ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.